Mẹ em lúc nào cũng vậy hết Bà ấy cho như vậy là ngủ Chị tới rồi sao chị thông gia Hôm nay chị khỏe không Vẫn như mọi ngày thôi chị Lâu rồi mới gặp con ha Dạ con chào mẹ Mọi người ngồi đi Con đã nói với mẹ là con sẽ tới sớm rồi mà Mẹ làm gì ở trong phòng mà để mẹ chồng con phải chờ vậy hả Ồ, oh, tôi chợt nhớ là không biết buổi sáng tôi đã uống thuốc chưa nên tôi phải nán lại hơi lâu một chút à, Không sao đâu chị Cũng không lâu lắm đâu Chị ngồi đi Yuri à Con dẫn Sư Huynh vô phòng con nói chuyện đi Mẹ lại tính nói gì nữa hả Thôi lên phòng đi Em biết rồi Hôm nay anh xui bận sao Phòng khám hôm nay hơi bận nhiều việc chút. Ba chồng con không tới là vì sợ làm mẹ nhớ tới ba con đó Bà nội chồng con cũng nghĩ như vậy nữa Dạ phải Một phần cũng là vì như vậy Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, đã xong hết rồi thưa bà. Mời chị uống trà. Dạ. Yeah. Tên tên, phòng của em đi. Ừ. Phòng tắm nhà em đã lắm đó, anh sẽ xóc cho coi. Nè. <laughs> Bây giờ thì anh đã biết tại sao em nói phòng tắm nhà mình nhỏ rồi chưa? Ừ. Sao anh cứ ừ hoài vậy hả? Ừ sao rồi tại anh thấy có lỗi cho em thì <laughs> không sao đâu <laughs> tôi thấy vẫn còn nhiều tình huống khó xử bởi vì quan điểm khác nhau của chúng ta dạ tôi cũng vậy dù gì nó đã được nuôi chiều từ nhỏ mà giờ lại sống như người giúp việc à, chị nói như vậy là hơi quá rồi đó ê trời Nhìn thấy nó giúp ông bà mang giày Tôi đã thấy hơi sốc đó Ở nhà tôi những chuyện như vậy là thường tình thôi chị Dù sao thì Nó đã thay đổi như một người khác khi ở nhà chồng Điều đó đã làm tôi cảm thấy hơi cô đơn Nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ gia đình chị rất là tuyệt vời Lúc đầu con bé rất là lóng ngóng Nhưng bây giờ thì ổn rồi Tôi hiểu cảm giác của chị Khi phải gả con gái đi lấy chồng Dù ri nó sống rất tốt Chị mướn người giúp việc một tuần có hai ngày như vậy có cực lắm không cũng không có nhiều việc lắm đâu chị có thể cho tụi nó ra riêng được không chỉ là tôi không muốn nhìn thấy con gái của tôi phải sống như vậy đâu tôi sẽ lo phần mua nhà và tất cả những thứ cần thiết khác nên chị hãy cho tụi nó ra riêng đi chị thông gia từ khi tới thăm nhà chị không đêm nào tôi ngủ ngon được hết mẹ yuri à nói thật lòng thì đó là cách mà con người nên sống sao Tôi không có dạy nó phải sống như vậy Sao chị lại có thể nói như vậy chứ Chị nghĩ đó là cách duy nhất mà con người không nên sống sao Ý của chị là ai sống như vậy đều không phải là con người hả Đáng lẽ nó có thể sống trong một căn nhà lớn hơn Cùng với một người giúp việc Đó là lý do mà chị đến nhà chúng tôi phải không Tôi cứ tưởng là chị đã chấp nhận và không nói đến nữa chứ Sao chị có thể cố chấp như vậy được hả Người cố chấp như vậy chính là chị đó dù nó có nói với chị là nó khổ quá không tôi chỉ muốn mọi chuyện dễ dàng hơn thôi chị không cần phải quan trọng quá lên như vậy đâu hay là chị cảm thấy tự ti <laughs> vậy thì chị có cần phải tỏ ra kênh kiểu như vậy hay không chị nói cái gì mẹ ơi sao vậy hả có chuyện gì vậy mẹ không cần phải ăn trưa đâu con mẹ về đây mẹ à chị thông gia tụi nó đã lấy nhau rồi chị nên buông tay được rồi đó Sống như thế nào là chuyện của tụi nó Chị không cần phải nói khó nghe như vậy đâu Mẹ Còn gia đình tôi sống như thế nào Không tới phiền chị phán xét đâu Chị sẽ phải hối hận vì những gì chị đã nói Mẹ à. Không phải nói đó mẹ Mẹ còn mua ở đây thì con sẽ trả mẹ về Anh đừng bỏ em lại mà Anh sẽ hôn à Sao chị ta có thể làm quá lên như vậy hả Mẹ à. <laughs> Con xin lỗi mẹ Thật khó để một người có thể thay đổi Bậy đó chúng ta sống không giống con người hả mẹ Còn nói chúng ta biến Yuri thành con hầu Đi thôi Nếu chị ta không muốn thì chị ta có thể nói không mà Mẹ có nói gì sai đâu mà chị ta lại làm quá lên là như vậy Nhân phẩm của chị ta thật là thấp kém mà Sao mẹ có thể nói mẹ chồng con Là thấp kém được hả <laughs> Anh Minh Hô oh. Oh. Cơm trưa xong à, Con chưa thấy đói Lát nữa con sẽ ăn sao xuân à. Hôm nay con đi chơi nên về trễ Mọi người không cần đợi con đâu Cũng phải ăn một chút chứ Hồi sáng con ăn nhiều rồi cô à con phải ăn một chút trước khi đi chứ à, lại đây cùng ăn đi ừ, dạ cô chắc là cô ổn chứ dạ Tôi không sao đâu Hôm nay tôi thấy cô Cô vẻ hơi mệt mỏi Tôi hoàn toàn tỉnh táo mà anh Minh Hô Vậy thì ăn đi Dạ Mùa đông hay mùa gì Thì mẹ cũng nên thường xuyên đi bộ trèn luyện sức khỏe đi Nếu lỡ như ngay cả đi lòng vòng quanh nhà cũng không được Thì phải làm sao đây Bà nói hoài mà bà ấy có nghe đâu Nhìn gì đi nhìn gì đi thân hình của dì ấy á được như vậy là do dì ấy chăm chỉ đi bộ nó nhỏ hơn mẹ tới hai chục tuổi lận nghĩ sao mà nói vậy hả có ngượng trăm tuổi vẫn phay phay đó chỉ tại chị cứ cư xử với bà già thôi tại cái lưng của tôi đau thôi chứ trước giờ tôi có vậy đâu dì chỉ cần kiểm soát tốt huyết áp của mình thôi còn mẹ thì phải đi bộ nhiều hơn đó ố đồ ăn của mình kìa ờ tới rồi tới rồi không phải hả sao mà chưa có nữa con bỏ về như vậy mẹ thấy không hay đâu gần đó không có taxi đâu mẹ còn yuri có tài xế riêng mà mẹ không hề nghĩ tới chúng ta sẽ phải đi về trong cái kiểu như vậy con không nghĩ mọi chuyện lại vậy đâu chị ta mà không thay đổi thì phải làm sao có nhiều người lại thích sống theo ý của mình như vậy đó mẹ nói vậy là sao như vậy là không đúng đâu yuri nghĩ là cô ấy đã thắng mẹ của mình rồi cô ấy cảm thấy xấu hổ lắm chị ta nói mẹ tự ti đó nhưng cũng nhờ như vậy mà mẹ đã có thời gian vui vẻ với con, dù Ri nó chưa gọi lại cho mình đó. Là Yuri à? Cũng linh thiệt nha. <laughs> ừ. Phải làm sao đi anh ơi, chắc mẹ giận lắm hả? Mẹ sẽ nói với ông bà là em về trễ, mẹ muốn em lúc về phải tỏ ra bình thường đó. Em biết rồi, em xin lỗi. Em cấp mãi nha mỗi lần con buồn như vậy á một trăm phần trăm là tại mẹ hết đó mẹ có biết hay không hả cô có thích bò bít tết không nhưng mà tôi không thích mấy món cậu kỳ vậy đâu tôi đã đặt một bàn nhà hàng đồ nướng tôi chắc là cô sẽ thích nó thôi Chỗ đó là do một người đầu bếp từng làm cho khách sạn nổi tiếng ở nước ngoài mở ra đó. Anh ấy đã được lên rất nhiều báo, còn được các truyền hình mời phỏng vấn nữa. Ba mẹ tôi đang ở đó, đánh giá nhà hàng đó rất cao. Phục vụ cũng tốt nữa. Dạ. Nhà hàng đó chỉ sử dụng thịt bò cao cấp thôi. Mỗi ngày vị đầu bếp đó được kiểm tra nhiệt độ nướng và màu sắc của thịt bò. Họ nói thịt bò mà có màu sẫm thì hàm lượng calo cao nên rất cứng. À. Cô có hay uống rượu gian không? Ờ, à, cũng không hay uống lắm. Nếu có dịp uống thì tôi sẽ uống. Nhưng tôi lại bận quá tất cả rượu gian có trong nhà hàng đó toàn là nhập từ nước ngoài bằng đường hàng không qua chúng ta đi được chưa đi xe hơi thì khoảng mười phút nữa là tới à dạ mời cô ờ à, dạ <cười> à. <cười> Ờ, cô Sohi À, dạ <laughs> Cô thường ăn trưa lúc mấy giờ? Dạ, tôi thường ăn trưa lúc 12 giờ tới 1 giờ trưa Vậy bây giờ chắc cô chưa thấy đói đâu ha? Dạ Thật tốt quá, chỗ đó hơi đông nên tôi phải đặt phòng muộn một chút à, Không sao đâu Thỉnh thoảng thì tôi cũng hay ăn lúc ba 4 giờ chiều Ờ à, Ăn uống không đúng giờ không tốt cho sức khỏe đâu Cô đặc biệt thích thể loại phim gì? À, ngoại trừ phim ma hay bạo lực Thì Phim gì cũng được hết Lần tới chúng ta đi xem phim đi Dạ <laughs> Anh ta sao vậy? Thằng khốn này Thằng chó chết thằng chết tiệt này chờ đó mày không yên với tao đâu tao sẽ chơi khô máu với mày luôn chết đi chó bình bình tĩnh đi anh ơi cố yên đi dừng, dừng xe lại dừng lại đi anh dừng xe lại ngay ờ, Ờ, cô Sophie Ờ, không sao, không sao, không sao đâu Quần áo lụa là ăn nói lịch sự Ai ngờ là một thằng điên kia chứ à. Anh cần gì hả anh Minh Hô Cô Cang à Qua đây một chút đi ngồi đi cô kang Sumi. dạ tôi thấy hơi ngại khi phải nói điều này nhưng có lẽ tôi phải nói anh tôi... minh hô đừng nghĩ tôi là gánh nặng của anh mà nếu anh nghĩ vậy trái tim tôi cảm thấy đau lắm Tôi thật sự không muốn sự tồn tại của tôi làm anh cảm thấy phiền hà đâu. Hay, tôi cũng đang muốn nói tới chuyện này. Cô Cang à. Cái lần mà chúng ta ở tỉnh Gan Trơn. Lý do tôi tức giận không phải vì cô Cang đâu. Tôi làm gia đình của tôi phải lo lắng vì tôi, tôi biết. Nhưng mà vì của tôi và em trai tôi lại đùa như vậy làm tôi rất khó chịu đó là lý do tôi tức giận tôi biết là cô có tình cảm với tôi tôi rất biết ơn vì điều đó nhưng trước đó tôi cũng đã nói rồi rất khó để tôi có thể thay đổi trái tim của mình ừ, tôi biết điều đó cho dù tôi có làm phiền lòng anh cỡ nào tôi cũng không muốn anh cảm thấy không thoải mái vì tôi hay cảm thấy tôi đang ép buộc anh anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi tôi là người thích anh muốn gần anh thêm một chút chứ tôi không có ý buộc anh phải tiếp nhận tôi đâu tôi xin lỗi ừ anh đừng nói vậy anh minh hô anh không có làm gì sai hết có phải cô đã uống thuốc ngủ không ờ à, à chuyện đó Bộ em trai anh đã nói cái gì đó rồi hả? Tại vậy không? Tôi chỉ là muốn ngủ ngon thêm một chút thôi. Gần đây tôi không ngủ được. Anh thích ăn mì không? Buổi trưa hôm nay tôi làm mì cay cho anh ăn nha. Được đó. Vậy tôi đi chuẩn bị làm đây. Bà có đi không vậy Ui, Cái bà già này thiệt tình à. Hẹn hò xong rồi hả Không phải Sao mà về sớm vậy à, còn có ăn cơm trưa với anh ta không đó Tại sao con lại phải đi ăn trưa Với cái tình khốn đó chứ Bể kẹo chứ gì Lúc mới bắt đầu thì tốt lắm Nhìn anh ta rất tử tế Dạng nói cũng rất đàng hoàng nữa Nhưng mà tới lúc đi trong xe hơi thì à, Không thể nào tin được anh ta hỏi con thích coi phim gì rồi nói lần sau mình đi coi nha nhưng mà vào lúc đó có một chiếc xe hơi đã tạt vào đầu xe của anh ta rồi tự nhiên anh ta giống như biến thành một người khác vậy đó anh ta bắt đầu chửi thề rồi tăng tốc xe lên còn nói là sẽ chơi khô máu với người ta tới cuối cùng đó lúc đó con làm sao con đã kêu anh ta dừng xe lại anh ta không dừng còn hét vào mặt của con nữa đó nó nói gì cô em đi thằng đó bị điên rồi hay sao chứ rồi sao nữa thì con phải hét lại kêu anh ta dừng xe lại đó <laughs> cuối cùng thì con cũng thoát còn con nữa Sao con lại đi gặp mặt một người như vậy Trời đất ơi Con cũng đâu có muốn đi gặp anh ta đâu ba Chúng ta có cần đi chùa giải hạn cho nó không Con tưởng ba với mẹ phải đi ăn trưa với ông bà nội rồi mà Mới về thôi Ba mẹ tính đi xem phim Mình đi thôi không? Ở nhà ăn cái gì đi Còn nó mới thoát chết mà cái bà này Cũng có chuyện gì to tát đâu Dù sao nó cũng về nhà an toàn rồi Su Hi à <laughs> Dạ Bà nghĩ chắc con không có duyên với đàn ông rồi đó Thôi đừng cưới nữa ở vậy với ba luôn đi dạ cũng được con phải nhớ một điều nè con đi khắp thế giới cũng không tìm được một người nào như ba đâu <laughs> ra đây mau đi ông để đó em làm cho anh anh làm xong rồi không sao chứ hơi đau âm ỉ thôi không sao đâu uống đi ồ ờ. hình như anh không cần phải kiên ăn cái gì hết có phải vậy không ừ không có ờ à, em có mail của công ty đó em phải đi phỏng vấn mà em đi đi chưa tới giờ mà thời gian gần đây em đã không tử tế với anh rồi nên em đang cố gắng từng chút thời gian để có thể bên anh đó sao phải tử tế với anh trong khi em đã là người tốt nhất đối với anh rồi chứ cho dù em chửi anh hay sao em có chửi anh thì cũng không tệ hơn anh được đâu có những lúc là em nghĩ về những chuyện đã qua nếu như anh là một người khác mà em biết thì chắc chắn em sẽ bỏ anh ngay lập tức luôn đó nhưng vì anh là anh nên tất cả việc em có thể làm là yêu anh mà không suy nghĩ gì hết nhìn lại khoảng thời gian anh làm em hạnh phúc thì em không thể ghét anh được mọi người ai cũng nghĩ là em người mạnh mẽ nhưng đó là nếu như anh không rời xa em kìa cũng bởi vì em không muốn mất anh cho nên em mới muốn làm người tốt nhất đối với anh thôi đáng lẽ em không nên đối xử nhỏ nhen như vậy nhưng mà em vẫn cứ làm có phải là em ích kỷ quá không anh? Anh có buồn em không? Đối với những việc Anh đáng phải nhận Em cứ là chính em đi Anh muốn em Cứ việc hối tiếc Nhiều như những gì anh đã gây ra cho em Đáng lẽ anh phải cho em cơ hội nói những gì em muốn Nhưng anh đã không làm như vậy <laughs> Ước gì em có một nút bấm một cái là xóa hết tất cả hả? Anh cũng bị em sẽ về sớm thôi làm tốt nha ờ à, hôm nay em gặp một người rất kiệm lời đó ờ à, không phải không hẳn vậy tôi không chắc không nhiều hơn bốn từ đâu <laughs> à, mọi chuyện tốt đẹp chứ mẹ ừ thuận buồm xuôi gió luôn đó <laughs> Dù ri nó muốn đi siêu thị, còn tụi con đi mua đồ. Hôm nay mẹ ăn gì vậy? À, ờ, ba chồng con. Ông ấy lại đi chơi ở đâu nữa rồi. Con chồng con, nó nói là muốn đi tập luyện đánh gôn gì đó. Dạ. <laughs> Bình đó sao rồi? Ờ, dạ thì cũng được. Họ khỏe chứ? Dạ mẹ, họ khỏe hơn con tưởng tượng luôn đó. Chúng ta không khỏe bằng họ sao? <laughs> họ rất là khỏe thưa mẹ. Ơi, không thấy vui chút nào hết. <laughs> <laughs> mẹ vợ con có đối xử tốt với con không? Dạ có bà nội Ừ, vậy thì tốt Con đi làm nha Ừ, đi đi Mẹ ơi, mẹ cần gì? Cho mẹ một ly trà cam quýt đi Chắc cũng sắp hết rồi đó Dạ, cũng gần hết rồi mẹ Con cũng uống một ly đi Dạ Có chuyện này nè mẹ Ừ, mẹ Yuri nói là chúng ta nên để tụi nhỏ ra riêng đi. Hả? À, con đã từ chối rồi. Tại sao cô ta cứ thích xen vào chuyện gia đình mình vậy? Chắc là sau khi tới nhà mình nên có suy nghĩ như vậy. Ừ. Vậy sau đó con có nói gì không? Con nói với chị ta là con sẽ để tụi nhỏ sống với con thêm một năm nữa. Ừ. Lúc ăn trưa có còn nói gì nữa không? Ừ, con cũng không nói gì nhiều. Ừ. À mà còn nữa, con có gọi lại cho mẹ của chị Xuân chưa vậy? Thôi chết rồi, con quên ơi sao con lại quên mấy cái chuyện này chứ Chắc con lờ luôn quá thưa mẹ Chứ còn có cái gì để mà nói với cô ấy đâu Nhưng mà con cũng không nên làm như vậy Mẹ nghe nói cô ấy đã bực mình lắm rồi Dạ Con lên phòng thay đồ rồi xuống liền nha mẹ Đi đi, cứ đi đi con nghe nè mẹ Con đang ở đâu Ở chỗ làm Cô đang làm việc mà Mẹ Na Yon lại tới nữa hả Không có mẹ cúp máy đi Đẹp trai quá hết Bà... Ngại quá ừ. Em muốn anh nhận ừ. cái này ừ. hả? Bà thấy anh đẹp trai đó ừ. Đừng có nói nữa Trời ơi mạnh mẽ Mình nói đúng đó. mà nói Có im đi không <laughs> Cảm ơn em nha Nhưng mà anh không thích sô-cô-la à mình bị từ chối rồi vậy à. thì anh thích cái gì hả anh 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 không biết nữa anh ấy thích rượu sôi so chua đó anh ấy không thích bánh mì thiêu chỉ cần nhìn thôi đã thấy mắt ói rồi anh ấy đẹp trai đúng không khỏe không chưa <laughs> chào na cô ta là ai vậy không biết nữa anh đẹp trai này là người yêu của chị đó không thể nào Najon. à còn nữa để chị xinh đẹp đây nói với học sinh tụi em một câu nha con nít con nô mà mày đặt trang điểm đậm để khè ai vậy hả? Mùi của em đỏ quá rồi đó Cô M ta đang nói cái gì vậy? Mình về thôi Đúng là đồ dở hơi mà Lần sau đừng có tới đây nữa Đi đi, nhanh lên Bye bye Không sao đâu Lần sau nhớ ghé lại đây nha Em thiệt là không nên đuổi khách đi như vậy chứ Anh đang cười đó hả? Vậy muốn anh khóc trước mặt khách sao? anh đừng tỏ ra khoái chí như vậy. Cũng không sao, lúc em còn là sinh viên ở trường đại học, em có để ý tới một anh chàng đẹp trai làm ở tiệm giày gần trường. Em hay viện lý do giày bị hư thế này thế kia, có khi đem luôn giày của mẹ em tới, chỉ để gặp anh ấy một chút đó. <laughs> mẹ của em sao rồi? À, mẹ canh chừng em được chút xíu thì tiệm cà phê có việc, cho nên bể tới đó rồi. Em chỉ được gặp anh một chút thôi. <laughs> nhìn qua camera, nhìn nè. Chụp hình anh làm gì chứ? Thì chỉ là em muốn chụp thôi Nhìn đi, nhìn đi Thì anh đang nhìn đi Đàng hoàng chút đi mà Thì tình hey, Ê, kỳ quá <laughs> Một, hai, ba Mẹ ơi, có chuyện này... Ừ. Mẹ Chi Xuân kiếm con không phải là vì chuyện của Chi Xuân đâu. Là vì chuyện em gái của Chi Xuân với xe chun nhà mình đó. Hai đứa tụi nó đang hẹn hò đó mẹ. Ừ. Còn nói là cái cô em gái nhỏ nhất của Chi Xuân làm nghệ diễn viên đóng phim. Ừ, đang qua lại với xe chun nhà mình đó hả? À, dạ, Cô ấy rất không bằng lòng chuyện đó nên đã đến đây để gặp con, nhưng mà lúc đó con không có ở nhà nên cô ấy đã tới phòng khám của anh Giê-hô và làm loạn lên ở đó hết, lúc đó rất lộn xộn. Hả? À. Con không muốn nói cho mẹ nhưng mà khi mẹ hỏi chuyện con gọi cho cô ấy thì con thấy chuyện này cũng không có gì là lớn lao nên đã không muốn nói. À, vậy vậy là cô ấy cô ấy không bằng lòng khi tụi nhỏ hẹn hò với nhau sao? Dạ, cô ấy không thích nếu cô ấy không thích thì phải nói với con gái cô ấy chứ Tại sao lại đến nhà chúng ta đi làm gì hả Dạ nhưng mà hai đứa tụi nó đã đi Đi du lịch riêng với nhau đó mẹ Con cho phép tụi nó đi hả Không có đâu mẹ Là tự ý đó Vậy thì cô ấy muốn chúng ta phải làm sao đây Cô ấy cũng kỳ cục quá đi Ừ Tụi nhỏ thích nhau thì là chuyện của tụi nó Bây giờ đâu còn chuyện ba mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa Con nên gọi lại cho cô ấy đi nói chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của tụi nhỏ con đã gặp cô ấy hồi sáng rồi Ai, con cũng kêu xe chuồn phải chia tay với con bé đó sao con không thích hả cô ấy cũng có thích con trai con đâu Ơi trời đó là lý do tại sao mà bọn trẻ không thích sống chung với ba mẹ đó sao ba mẹ cứ thích ý kiến về chuyện hẹn hò của bọn trẻ và cuộc sống hôn nhân của tụi nó vậy chứ con cũng không muốn làm như vậy đâu mẹ chắc tại di truyền của gia đình mình đó <laughs> xin chào quý khách nó có tới không dạ cô tới đây chơi một chút đó cô cậu thái độ như vậy là sao lên mặt với tôi ha Cua được con gái tôi rồi thì lên mặt với tôi đó hả Thậm chí nó có tới Cậu cũng không thể nói là nó không tới được sao Con không muốn nói dối cô Tất cả là 20 quân Dạ của anh là 10 quân Anh có muốn lấy qua đơn không Ờ không cần đâu Hai đứa đang tính làm gì đó Hả Con và Nayon chưa có nói gì Về những chuyện mà tụi con sẽ làm Nên con không có gì để nói với cô Cậu đừng có cản đường tương lai của nó Chuyện của hai đứa sẽ không thành đâu Cậu rõ chưa Con vẫn còn đang trong giờ làm việc của con Con hiểu tâm trạng của cô bây giờ như thế nào Nhưng mà xin cô đừng tới đây Chỉ để nói một câu hoài như vậy Con xin cô đó nếu như nayon muốn chia tay thì con sẽ chia tay, con sẽ không chia tay cô ấy chỉ gì, mẹ của cô ấy muốn con phải làm gì vậy đâu? Cậu dám! Xin chào quý khách. Cậu, cậu thật sự muốn tôi phải quậy lên đúng không? Muốn vậy hả? Sao cậu cứ bám chặt cho cô gái của tôi Mà không chịu buông ra vậy Ê, uh. Nhìn vậy mà lì dữ ha Con nhỏ này mình phải cạo đầu nó hay phải làm cái gì đó đây con nhỏ kia đâu rồi hả gì vậy mẹ con tưởng mẹ vẫn chơi với con sao mẹ cạo trọc đầu con cho mà coi cây kéo đâu cây kéo đâu Chờ con một chút đi tháo tóc ra mẹ dễ cắt hơn cậu Còn... ừ anh đang ở đâu đó chừng nào cho anh về hả sắp về rồi bên mẹ em sao rồi hả em vừa mới cãi nhau với mẹ một trận luôn đó anh à xong rồi em bỏ về nhà của mình luôn mẹ em đúng là hết thuốc chữa rồi anh à từ giờ tới chết mẹ em cũng không thay đổi được đâu ừ dạ bây giờ em xuống ăn tối nè ừ vậy nha ờ à, con chào ông nội chào con ông mới đi đâu về vậy À, ông đi xem phim, phim cầu bồi đó Là phim gì vậy hả? Ê, con không biết phim đó sao Là câu bồi cởi ngựa đó <cười> Dạ <cười> Vô bếp đi con Dạ Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm Ôi Trời trời, trời ừ. đất ơi, con làm cho mẹ cắt <laughs> trúng tay rồi nè <laughs> Trời ơi, con xin lỗi mẹ Con không có ý Nói đâu mẹ Nói lắm sao ơi. mà giỡn kiểu đó Lấy bong băng <laughs> cho mẹ mau lên, ở ngàn dưới đó Ê, dạ để con lấy cho ngăn cuối cùng ngăn đó Ngăn nào vậy mẹ dạ con lấy liền nè mẹ ơi chuyện gì vậy dạ mẹ của con bị cắt trúng tay rồi đó ờ có sao không vậy con không sao đâu mẹ nó không sâu lắm tất cả là cũng tại con hết tại con từ đằng sau choàng tới ôm mẹ con thôi lúc đó nó đang cắt đồ hay sao dạ ơi đưa cho mẹ coi Minh Hô, anh đang ngủ hả? Ồ, oh, hờ uh, không, không có. Chi Su nó về chưa? Nó chưa về. Lúc nãy anh nói là anh không muốn ăn tối, vậy giờ tôi về trước nha. Ờ. Uh. Cảm ơn cô hôm nay đã tới nha. À phải anh Minh Hô. Làm hết hôm nay anh cho tôi xin nghỉ nha tôi ở đây làm anh thấy khó chịu nên tôi không tới nữa sẽ tốt hơn à, không đâu không đâu không phải như cô đã nghĩ đâu tôi không sao đâu mà thôi chào anh tôi về cô can à dạ hay là qua đây nói chuyện một chút đi qua đây đi cô ngồi xuống đi thật ra thì cô không nên phí thời gian của mình cho tôi tôi đã lớn tuổi rồi không có xứng với cô đâu dạ anh không cần phải giải thích đâu càng không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi nữa tôi không cố giải thích tôi nói vậy vì tôi muốn tốt cho cô thôi ở tuổi của tôi không biết trước lúc nào sẽ đổ bệnh nếu bây giờ tôi kết hôn với cô tới lúc tôi đổ bệnh xuống cô sẽ sống thế nào đây Cô đã tin tới chuyện đó chưa Anh Minh Hô à Cô Cang à Anh yên tâm Lúc anh 80 tuổi tôi cũng hơn 60 tuổi rồi Anh 90 tôi cũng 70 Nếu anh lo lắng về chuyện bệnh tật Thì tôi cũng có thể đổ bệnh lúc anh đang mạnh khỏe mà Tôi không muốn nói nữa Chào anh ừ, Dưa này ngọt quá Ngọt giống như mật ong Nè ngọt như vậy không bình thường chút nào Ông sợ thì đừng có ăn Để cho tụi nó ăn hết đi Sắp đi ngủ rồi còn ăn hại bao tử lắm đó Biết chưa Ông không thích ăn thì ngồi đó uống trà thôi Yuri à Trà xong có ông nội con đâu rồi Dạ con pha xong rồi nè Ồ anh ngồi đi ừ. Dạ trà đây thưa ông ừ. ừ. Ăn trái cây đi con Dạ <laughs> Nè Mà tôi thấy dạo này Gung hồ với Minh hồ ít qua để ăn cơm Tụi nó sao vậy Mặc kệ nó đi Người một nhà mà phải thường xuyên gặp nhau chứ Tôi thấy tụi nó không qua đây ăn cơm nữa Thì đỡ cực cho hê chung thôi chứ sao Bà nói cũng đúng Cô <laughs> nghe hai anh nói sẽ qua đây mà Chắc là đang qua đó bà Tụi nó chỉ nói thôi mà Không đâu ba <laughs> Thấy chưa bà hai anh qua rồi kìa đó ừ. dạ chào bác dạ à. con chào bác ờ chào con bác ba con đâu rồi ạ à, hả bác đâu có biết chứ dạ con chào ba mẹ ờ ừ. ừ, chào con qua ăn dưa đi nè ờ, chào hay chung à, dạ chào anh hai ờ anh ngồi đi ờ được rồi anh thấy khỏe không ờ anh khỏe chứ con bị cảm hả anh đã đỡ hơn nhiều rồi Cô tính nghĩ làm thiệt đó hả Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn Nghe nè cô can à Thật sự là em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi sếp <laughs> Nên em mới quyết định tới đây nói cho sếp biết đó Mong sếp sẽ sớm tìm được người thay thế em Bạn giao mọi việc xong em sẽ từ chức Khoan đã cô can Cô cô biết là cô đang nấu cái gì hay không hả cô can Không có tôi thì cô phải tính làm sao đây Cô muốn tôi đóng cái cửa hàng này á Thì cô mới vừa lòng sao Cứ cho cô ít nghĩ đi Làm như vậy hay lắm tôi với ông không làm được sao bà im cái miệng mình lại đi đúng đó không có em càng chơi vẫn ổn mà chỉ cần tìm một chỗ thay thế chỗ của em lúc đó mọi người sẽ không còn nhớ tới em nữa em biết điều đó mà à, trời ơi đây đây đang ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống xin lỗi sếp em về trước đây à, nè, cô Cang hả à? để cô ấy đi đi bà bị điên rồi sao hả ông là ông chủ mà phải đi cầu xin một nhân viên hay sao hả ê trời ơi hết thuốc chữa rồi đó Ui. cô tưởng là không có cô thì nhà hàng chúng tôi phải đóng cửa hay sao cô can à cô can à, có chuyện gì hả rốt cuộc là có chuyện gì vậy mau nói đi tôi nghĩ là anh ấy thực sự không thích tôi đâu anh ấy nhốt mình trong phòng cả ngày Tôi nghĩ nếu tôi biến mất khỏi đó Có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Tôi thấy mình như một kẻ dư thừa vậy Chỉ mang lại phiền phức cho anh ấy mà thôi Anh ấy chưa bao giờ quan tâm tới cảm giác của tôi Anh ấy mong tôi nhanh chóng biến mất đi thôi Anh ấy đã nói vậy thật sao Tuy là anh ấy không nói ra miệng Nhưng tôi nhìn ra được Tôi đi đây ơi thiệt là cái lão già đó ừ, ừ, ừ. tại sao bà lại có thể nói vậy trước bà cô ấy chứ ông cần gì phải đi cầu xin cô ta đầu bếp quân giỏi hơn cô ta nhiều đó nhưng bà cô ấy đâu có thích cậu ta đâu chị dâu tê hồ đã chăm sóc ba mẹ chồng hơn 10 năm nay giờ đột nhiên mắc bệnh đáng trí ở người già thành ra không lo cho họ được nữa nên tê hô, ông ấy phải nuốt nước mắt đưa ba mẹ vô viện dưỡng lão Ừ, sợ nhất là vô viện dưỡng lão Nếu sợ thì bà phải thường xuyên tập thể dục đi, tập cho khỏe Ừ Sehun à, con lên lầu cho bác nói chuyện với ông bà nha Dạ, được, vậy con đi nha bác Chúc ông bà nội ngủ ngon ạ à. Được rồi, lên lầu ngủ sớm đi Ừ dạ chuyện là gì? ừ mẹ à con sẽ kết hôn với cô cang ờ. ờ khoan đã anh hai anh nghĩ kỹ chưa vậy mẹ sẽ ủng hộ con mà đúng không ờ. là sao vậy ờ kho khoan đã con với cô cang sao <laughs> dạ phải ờ mà cô cô ấy có trẻ quá không rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy con ờ bình tĩnh đi mẹ à em nói gì đi chuyện là sao vậy anh hai à, ờ <laughs> chuyện là gì? nó đang nói gì ông vậy ông im đi để cho con nó nói chứ anh nghĩ kỹ chưa hả anh hai cả nhà cũng muốn như vậy mà <laughs> nhưng mà chuyện này anh làm em bất ngờ quá đó nhưng sao đột ngột thật ra anh đã suy nghĩ rất lâu rồi anh tự hỏi bản thân Mọi người ai cũng đều muốn anh làm như vậy Sao anh lại từ chối chứ Mà khoan đã Nói cho mẹ biết đi Cô ấy có yêu Minh Hô hay không Dạ có đó mẹ Hình như cô Cang Cô ấy yêu anh hai từ lâu rồi mẹ à Chỉ là Lúc đầu anh hai không thích cô ấy cho lắm Nhưng mà bây giờ thì chắc Chắc anh hai động lòng rồi Ơ à trời Bộ cô ấy yêu còn lâu rồi hả <laughs> Cô nghĩ chắc là vậy Dông chơ à Cô ấy trẻ lắm sao <laughs> Dạ trẻ lắm ba Vậy còn chờ gì nữa, con phải cảm ơn cô ấy, sau đó thì nhanh chóng cưới người ta về nhà đi, ở đó trần chờ gì <laughs> nữa Kết hôn đâu phải là chuyện giỡn chơi, phải suy nghĩ cho kỹ chứ Còn kết hôn thật hả, con tin vậy đâu bà Tụi con tác hợp cho nó đó hả <laughs> Dạ phải đó mẹ Nhưng mà con có chắc là gung hồ nó sẽ không phản đối chuyện này hay không à, <laughs> Dạ không đâu mẹ hả? Dạ không đâu Trời đất ơi, tụi con làm mẹ bất ngờ quá à, Nhưng mà khoan đã, con có chắc cô ấy sẽ đồng ý lấy con không <laughs> nếu cô ấy mà nghe được tin này chắc chắn là sẽ mừng đến phát điên luôn đó mẹ con nói thật đó con nói thật đó mẹ vậy thôi mình đừng nói cô ấy biết <laughs> ừ. cha con ông thích <laughs> giỡn quá vậy con đã suy nghĩ kỹ chưa quyết định cưới đúng không <laughs> dạ đúng đó mẹ bắt mẹ phải lo lắng cho con nhiều rồi à... mai con sẽ dẫn cô ấy về đây còn bây giờ con về trước đi bà nhớ ngủ sớm nha có đúng là cô càng bà quen hay không vậy hay là cô ấy đâu <laughs> <laughs> bà thấy chưa à tôi nói tôi nhìn người Ông đâu đừng có, có đắc sai ý. đâu thấy không ai mà ngờ được à. chứ cô càng trẻ như vậy mà lại đi yêu nó chuyện này lần đầu tiên tôi thấy đó thôi rồi mà sao tụi nó lại yêu nhau vậy con <laughs> dạ chắc là duyên số đó mẹ con chúc mừng mẹ có ba mẹ là không biết chuyện này thôi sao Tụi nhỏ không có biết không ngờ đến con cũng thông đồng với tụi nó luôn giờ mẹ cũng đã biết hết rồi đó Thôi à, chỉ mong quyết định này của anh sẽ làm cho mọi người vui vẻ anh hạnh phúc mới là quan trọng kìa à, em nghĩ là cô can chắc là sẽ vui mừng lắm đó vào nhà đi chút nữa đi ờ anh hai đứng lại khoan 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 về đã khoan đã khoan đá. không ngờ anh này đối xử với cô can như vậy luôn đó anh hai anh thiệt tình à anh ba tại anh mà cô can đòi nghĩ làm kia kìa không có cô ấy nhà hàng của em phải tính làm sao đây chứ anh ba à <laughs> em biết là anh thích cô ấy mà nhưng lúc nào cũng mày đặt làm ra vẻ bất cần cô ấy hết cô ấy thích anh là tại vì anh khác người thôi anh tưởng cô ấy thích anh vì anh hoàn hảo hay sao hả tỉnh lại đi anh đừng có mơ mộng nữa bình tĩnh đi anh ba bình tĩnh bình tĩnh em cầm cái miệng lại đi em thì biết cái gì Ê, anh đúng là anh hai đang tính kết hôn với cô can đó À, Hả? Chửi tiếp đi, chửi đi Già cái đầu thôi, vẫn nóng tính như vậy Hả? Có, có thật như vậy không? Là thật mà Anh hai đến đây báo cho ba mẹ biết đó Ê, Trời ơi đó anh nghe rốt cuộc chuyện này là sao đi Lúc nãy cô can gì chuyện của anh hai Mà đồ nghĩ là ở chỗ của anh đó Chờ một chút, chờ một chút đi <laughs> Sếp à, em đã biết định à, rồi. Cũng, cũng không phải đâu, anh hai mới xin phép ba mẹ tôi cưới cô đó. Hả? Làm đó. Hả? Đúng vậy nè. Là sao vậy? để em bình tĩnh lại đã. Sẽ mới nói sao? Nói lại lần nữa đi. <laughs> sau đây chửi chưa đủ Anh Minh Hồ Gung Hồ đã nói cô biết rồi đúng không Vào nhà đi Vào nhà rồi mình nói chuyện Ôm tôi một lần được không Nếu là thật Hãy ôm tôi lại đi Tôi không dám tin là thật ôm tôi lại được không cô bước qua đây đi tôi sẽ ôm cô cô khờ quá sumi sao cô lại yêu ông già này chứ alo bác cung hô à bác nói có thật không thật thật đó hả ông thấy chuyện này sao tôi thấy mình có thể yên tâm chết được rồi có thể mẹ sun gun đã sắp đặt chuyện này mấy chuyện này không miễn cưỡng được ông trời đã sắp đặt rồi mà tôi cũng nghĩ có thể đây là cái số của Min Ho rồi ơi tôi chỉ lo là cô ấy trẻ quá không quen với nếp sống nhà mình thôi ông thấy hai đứa con dâu nhỏ của mình đều già hơn nó bà có lo cũng vậy thôi Ê, thôi mặc kệ đi, chắc tụi nó sẽ giải quyết được thôi. Dù sao thì nó cũng không sống chung với vợ chồng mình mà. Ê. Tôi chỉ mong nó sẽ chăm sóc tốt cho Minh Hồ. Sun Gun à, con không cần lo lắng cho ba con nữa đâu. Ừ. Anh hai quyết định rồi cưới mà nhìn mặt vẫn buồn cười như vậy. Anh cũng nghĩ như vậy đó. Anh ấy tàn nhẫn thật. Sao lại tàn nhẫn hả? Vì giờ cũng hô nghe được tin đó, cả hai đều rất bất ngờ đó. Ai trời, làm cô can tổn thương rồi giờ mới đổi ý. Nếu là em, chắc em không chấp nhận nổi. <laughs> anh cũng nghĩ như vậy. Cô can vì chuyện này mà đòi nghĩ làm, còn anh hai lại tuyên bố kết hôn. Không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nữa. Anh cũng nghĩ vậy đó. Anh còn câu nào khác nữa hay không vậy? <cười> Chờ... <cười> <cười> Chắc là Chi Xuân về đó Ba ơi ba Ba biết mà Con thông đồng với họ hết rồi Nếu như từ đầu ba đã quyết định như vậy Thì đâu có chuyện gì phải nói nữa đâu Con giỡn sao Chuyện này có thể tùy tiện quyết định được sao <laughs> Con không được cười Con hư lắm rồi đó Ổn công ba vì con như vậy Ba nói là ba vì con sao Không vì con chứ vì ai đây Ba làm tất cả chuyện này là vì con đó <laughs> sao cậu lại không biết sớm hơn chứ? Biết trước còn sẽ thương ba nhiều hơn rồi. Thầy <laughs> cô Can à, tôi sẽ đưa cô về. Được, cảm ơn anh. Cảm ơn cô Chi Xuân. Cô về nha. Dạ, cô về cẩn thận nha cô. em biết anh sẽ không vui em cũng biết đến giờ anh còn hận em nhưng em rất muốn gặp anh xin anh đó gặp em một lần đi xe <laughs> Mẹ của em đâu Mẹ em đã ngủ rồi Cũng may mẹ em không thức quá 10 giờ được Dù sao mẹ đã cố ngồi tới 11 giờ Nhưng cũng phải đi ngủ thôi Còn không được đi đâu hết Sau đó mẹ về phòng ngủ Lỡ mẹ dậy thì sao Thì cho mẹ tán thêm một cái nữa Gì chứ Mẹ đánh em hả Ờ à, Mẹ em lỡ tay thôi Em không sao đâu tán em xong thì mẹ em vừa khóc vừa xin lỗi tính mẹ em là như vậy đó nhưng sao có thể ra ta đánh em được chứ em có đau không không đau nhà anh có nói gì không vậy ừ, nhà của anh cũng vậy thôi lúc anh đòi đi du lịch thì mẹ của anh tức quá đấm cho anh một cái như là trúng ba của anh mình có giống romeo và juliet không <laughs> sao mình giống mà ba mẹ của hai đứa mình đều phản đối chúng ta yêu nhau nhưng cũng chính vì như vậy Mình yêu nhau nhiều hơn Sao em có thể vô tư như vậy chứ Nhìn em có ngốc không Ngốc hết chỗ nói luôn Dù cho mẹ em có phản đối cỡ nào Em cũng không dễ dàng đầu hàng như vậy đâu Anh tìm được gì khác chưa Công việc tốt thật không dễ tìm Một chỗ tiền lương cao phúc lợi tốt Nhưng lại quá xa Còn chỗ gần nhà thì lại bị trùng với lịch học Còn không thì tiền lương lại quá thấp Tại sao không về làm ở cà phê sách à, Em đó nha Thật ra thì ông chủ không đồng ý cho anh nghỉ việc. Ông ấy trả lương cho anh cao lắm. Ông ấy lại còn tin tưởng anh tuyệt đối nữa. Chỗ đó lại gần nhà. Mà giờ làm cũng không bị trùng với lịch học của anh. Em hiểu rồi, hiểu rồi. Không cần tìm nữa, làm ở đó đi. Anh chỉ lo về mẹ của em thôi. Anh không định nói với em đâu. Nhưng lần trước mẹ của em đã tới, phá hư đồ của cửa hàng đó. Hả? Lần sau chắc mẹ của em đặt bơm luôn quá. <laughs> em xin lỗi mẹ của em hỏi anh sau này tính làm gì anh nói là anh không thể nói với bảy vì anh vẫn chưa nói cho em biết vậy anh tính làm gì đưa cho anh đi hả hả em nói trước đi em muốn được làm gì anh nói trước đi hả hả anh muốn đi tới tận cùng thế giới ừ em sẽ đi với anh em không tính cản họ sao chuyện đó tốt cho anh hai mà chị ba mẹ cũng không phải lo nữa tiếng gì vậy à tiếng nước chảy thôi em đang đánh răng hê hey, hê hey, chung à chị thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu đó giờ anh hai đã quen một mình rồi tại sao đột nhiên lại quyết định kết hôn như vậy chứ chị cứ nghĩ là anh ấy sẽ sống như vậy suốt quãng đời còn lại anh ấy đã cô đơn quá lâu rồi lỡ chị xuân dọn đi thì chỉ còn một mình anh ấy thôi như vậy cô đơn lắm đương nhiên là chị hiểu điều đó rồi nhưng mà quá trời người sao anh ấy không lấy lại đi lấy một người trẻ như vậy vậy có phải là đáng xấu hổ hay không mà em có biết cô gái đó là người như thế nào không cô ấy sắp là chị dâu mình nên chị không nên nói cô ấy như vậy nhưng mà chị tức tới nỗi không chịu được nữa chị sắp phải gọi nhân viên của mình là chị đó <laughs> chỉ là cách xưng hô thôi mà chị em không lo lắng gì hay sao chị không muốn nói với em nữa như vậy đi vậy chị ngủ ngon nha tự nhiên lại nổi giận à, 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 anh vào đi không sao em đánh trước đi anh vào đi, à, anh vào đi. Ủa mẹ chưa ngủ hả Hôm nay mẹ thức khuya vậy Còn con sao về trễ vậy Từ đó về đây mất có 10 phút thôi mà <laughs> Mẹ ngủ ngon nha Con chia tay đi đó Tôi biết sẽ vô ích Nếu cứ cố gắng ngăn cản nó Dê hồ nói cứ để thêm một thời gian nữa mới tính chẳng lẽ nó không biết tôi không thích cô gái đó giới trẻ bây giờ khác xa chúng tôi nó chỉ biết làm những điều nó thích sự tồn tại của cha mẹ khiến nó thấy khó chịu Hả? <laughs> bất ngờ đúng không? <laughs> bà biết trước sẽ như vậy mà. Chuyện này bất ngờ thiệt đó. Thời bây giờ chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng mà theo con biết thì cô can tuổi nhỏ hơn mẹ nữa mà. Hơi ừ, chuyện đó không có quan trọng. Đúng là khó tin thiệt. Chuyện này lạ ghê ha. Ừ. Tụi con không cần quan tâm. Chỉ cần đối xử tốt với cô ấy như bác của mình thôi. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi hả mẹ? Con chỉ cần biết vậy thôi. Con hỏi nhiều quá làm gì. Giờ hai người đang hẹn hò hả mẹ? Ừ, đừng có nói lung tung Còn nhiều chuyện thật đó nha Đừng có hỏi nữa, qua đây ăn đi Nếu như cô càng lấy bác hai rồi Tức là giai dế lớn hơn mẹ rồi Vậy là mẹ phải gọi bằng chị đó Chuyện đó của người lớn Tụi con không cần quan tâm làm gì Dạ Năm nay mẹ mình 60 Còn bác Miran thì 67 Nhưng nếu cô càng lấy hai bác Thì sẽ trở thành con dâu cả rồi Đúng vậy Vậy khó xử dữ lắm luôn á Nhưng Sao xảy ra chuyện như vậy được chứ Đã từng có trường hợp một bà lão á đã ngoài 70 tuổi rồi Nhưng mà vẫn phải gọi một người thanh niên là chú nữa kìa kìa Em không biết hay sao vậy hả Vậy hả anh Vào đi Nếu như vậy thì mẹ mình phải gọi cô Cang là chị luôn hả Đương như là vậy rồi Ủa, Em thấy kì kì sao á Nhìn cô Cang cùng lắm cũng chỉ 40 thôi à Đi thôi Khoan đã Phải hôn vợ xong mới được đi chứ Anh nhớ đi làm về sớm với em đó Em bị trễ giờ hả Dạ lần này chết em rồi Em làm việc vui vẻ nha Dạ Lát nữa đừng có nói nhiều qua đó Chỉ cần nói cảm ơn và chăm sóc tốt Minh Hồ thôi Ông lo giữ cái miệng của ông đi Không cần lo cho tôi đâu Lúc nào cũng chỉ nói mấy chuyện không đâu thôi à Nó lấy được vợ cũng nhờ tôi thường xuyên đi chùa cầu nguyện á Ông cầu cho cô Cang đồng ý lấy nó sao Ờ đương nhiên rồi Làm vậy tốt lắm Giờ mới thấy ông có ích đó Bà nói gì vậy Ôi trời Ông cầu nguyện thành công rồi <laughs> Xin chào, chào chị. Mọi người đang đợi chị đó Tới rồi ha, qua đây ngồi đi ờ, Chị dâu tương lai tới rồi hả Mời chị vào trong nhà Ồ, Chưa gì đã gọi chị dâu rồi hay sao Trước sau gì cũng phải gọi là chị dâu mà tập quen trước thôi chứ bộ à, Đủ rồi, có tiếng thôi Sumi <laughs> <laughs> à con bỏ túi xuống đi Theo lại phải cúi đầu chào trước mới đúng chứ Không cần phải chào đâu, mau ngồi xuống đi à, Ngồi em xuống. Chào đi không cần phải chào đâu mà Dông chơ ông ngồi à, lại đàng à, hoàng đi yeah, yeah, yeah. <laughs> chuyện cũng đã định xong rồi mình phải chấp nhận thôi Chờ, chuyện đời đúng là nực cười thiệt Khi nghe được tin này, ba mẹ đã rất vui. Không những vậy, cũng rất cảm ơn con. Cảm ơn con đã chấp nhận và yêu thương Minh Hồ. <laughs> Minh Hồ đã lớn tuổi rồi, may mà có con yêu thương chăm sóc cho nó. Chị ấy thích tính cách của anh hai đó mẹ. Ừ, không phải bà muốn khen nó, nhưng tính tình của Minh Hồ đúng là tốt lắm. <laughs> Ngoại trừ cái tật hay phun nước bọt. Tr trời ơi, gì? Sumi <laughs> <laughs> à? Dạ, con nghe nè ông Ôi giờ dạ. này còn kêu ông cái gì nữa chứ <laughs> Dạ, dạ Bà biết con thương Minh Hồ lâu rồi Bà coi về nói lại với mẹ con Nhưng lúc đó mẹ con nói bà nói lung tung Có thật vậy không hả mẹ? Bà nói đi ờ. Ông ấy muốn khoe mình có mắt nhìn người đó <laughs> Thật sao? <laughs> Sumi à Dạ Cuộc sống của Minh Hô không hề dễ dàng Hy vọng con sẽ chung thủy với nó Và chăm sóc tốt cho nó Hy vọng hai đứa con sẽ sống hạnh phúc Được rồi Bây giờ ba mẹ có thể chết Mà không phải nuối tiếc gì nữa Cảm ơn con <laughs> À mẹ Toàn là giờ chị con hết luôn đó mẹ Ừ tôi còn bớt giùm gì đi Con nói thiệt mà Con đã giúp họ đó Giờ <laughs> con tác hợp không đó <laughs> Lúc đầu con tưởng thất bại chứ Sao cái lần này anh hai nổi giận ơi là con tưởng là thất bại thiệt luôn rồi Ờ à, mẹ, đến bây giờ con cũng không biết điều gì khiến cho anh hai đổi ý luôn đó, không biết tại sao Em im lặng một chút có được không? Anh, anh hai Ồ, Được rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, miễn là hai người vui vẻ là được rồi Sumi à Dạ Con cũng biết gia đình này rồi Hai người em dâu của con, tuổi tác, cả hai người đều lớn hơn con hết Dạ Mẹ cũng biết con là người biết cách cư xử nên mẹ cũng yên tâm Nhưng dù sao, mẹ cũng có vài điều muốn nhắc nhở con hai người em dâu của con sống ở đây lâu rồi sau này nếu như có chuyện gì xảy ra con cũng phải bàn bạc với chúng. Dạ. ờ, dạ thưa mẹ. <laughs> Anh vua. Dạ. dạ. Không phải con. Ba mẹ có thể yên tâm ra đi rồi. Cảm ơn con nha. Con xin lỗi ba. Gặp mày đó những năm cuối đời còn gặp su mi đúng không? <laughs> Ừ. Bà ơi con tới rồi nè Ờ, chào con Minh Hô à? Lúc nãy ở đó, em đã nói với vợ anh là cứ yên tâm đi. Ồ. Oh. Chị ấy trả lời, "Nhớ phải sống thật hạnh phúc với anh." Cảm ơn em. Em cũng cảm ơn anh. Cô giàu tới rồi Ờ trời ơi qua nó đi Qua nói à, đi tới rồi kìa Đi Nên đi, lên. đi. Lên. đi. đi. Nhanh Qua đi Nhanh đi mà Qua đi mà Qua bệnh đi Qua bệnh đi Nhanh lên đi À, giờ nghĩ lại chuyện này xảy ra quá nhanh Nên em cũng hơi bất ngờ đó Nhân tiện có chuyện này à, Cô can à À không Chị dâu mới phải chứ Bây giờ à, em chưa tìm được người thế Anh cho chị dâu tiếp tục à, làm chỗ em ra à, Chuyện này à, Phải coi Sumi có chịu hay không đã. Tôi với ông tự làm được rồi Cần cái gì mà Không phải đâu sếp à Tôi không nghĩ làm nữa đâu Thật đó Con trai tôi muốn đi du học Nên tôi phải kiếm tiền cho nó đi du học nữa. Nhưng giờ làm thay đổi một chút được không? Không biết anh có thể cho tôi đi làm trễ một chút, tan ca sớm một chút được không vậy? Đương nhiên là được rồi. <laughs> Tốt quá rồi. Chị muốn làm giờ nào cũng được mà. Tôi đâu có tính như vậy. Chúng tôi sẽ tìm người thay thế. Cảm ơn cô. Bà làm sao vậy? Làm chung sẽ ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Người một nhà hết mà. Sao? Bình thường ở nhà gặp mặt đã ngại lắm rồi Bà nghĩ đi Dù sao chúng ta cũng đều là người một nhà cả mà Làm vậy thì được gì đây Bà nói gì kỳ cục quá Mình cứ đối xử với nhau như trước kia là được rồi Nếu khách hàng có ở đó Thì mình cứ xưng hô như bà chủ với nhân viên là được thôi Vậy nếu lỡ trong lúc làm việc Ông ta hét vào mặt của cô thì sao Thì sao Làm như vậy không được đâu Dạ đương nhiên là không có rồi Bà làm sao vậy hả Ông có dám chắc không Anh nhớ đó nha anh có thể kêu tôi là cô can nhưng không được hét vào mặt tôi nữa có phải không minh Hương? Ờ, đúng đúng vậy mẹ cũng đã nói rồi đó em không được làm vậy đâu <laughs> em hứa là không rồi mà anh yên tâm đi có kẻ ngốc đó, mới tin lời con đó con đã nói là không rồi mà <laughs>